Ngày 21 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2022, sơ kết công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường, tổng kết công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn An ninh mạng tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, ngành chức năng của tỉnh Hưng Yên đã kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm được điều tra khám phá nhanh, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động phạm tội về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đã bắt giữ 247 vụ, 285 đối tượng, tăng 74 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Về lĩnh vực an ninh mạng, đã phát hiện trên 7.600 lượt kết nối tới các server chứa mã độc, đã giải quyết bóc gỡ mã độc hại tại 610 máy tính cho cán bộ công chức của 24 cơ quan đơn vị. Về lĩnh vực phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn an ninh trong trường học, theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 347 vụ bạo lực học đường và vi phạm pháp luật 419 đối tượng với 372 nạn nhân. Trong đó, 186 vụ xảy ra trong trường học, 161 vụ xảy ra ngoài trường học. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả của các cấp các ngành đã phối hợp để thực hiện công tác đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và lưu ý các nội dung cần thực hiện. Gắn trách nhiệm với người đứng đầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, tích cực triển khai các chương trình phối hợp với các ngành có nguy cơ cao. Trong quá trình thực hiện, cần cụ thể hóa, mỗi cán bộ chiến sĩ công an cần gắn với từng hộ gia đình, với khu dân cư, thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình để có giải pháp xử lý kịp thời. Đồng chí cũng lưu ý về chế độ thông tin, báo cáo, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện tại từng cơ quan đơn vị về chủ đề này. Xây dựng các mô hình điểm lan tỏa trong cộng đồng, làm tốt công tác thi đua khen thưởng và xem xét trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt.